thanh, ánh sáng. Chuẩn bị. Diễn. Bây giờ đi. Đứng lên, đứng lên đi. Từ sáng tới giờ bao nhiêu lần rồi? Từ sáng tới giờ bao nhiêu lần rồi? Ba tiếng rồi mà. Ba tiếng mấy rồi mà có cái đi không? Cũng té nhào đầu xuống à. Mệt quá, la hoài. Bây giờ tôi cũng cố gắng hết sức rồi đó. Nè, tôi nói cho bà nghe này, sao không la bà được? Cái phòng kinh doanh, cái phòng nhân sự, nó nhìn vào cái phòng marketing của mình đó. Bà làm được nó cười thúi đầu, bà hiểu không? Mà tôi có cái bà làm khó khăn gì đâu. Đi có mấy vòng catwalk thôi mà bà đi cũng không được, biết bà làm gì trời. Thiệt tôi không hiểu sao luôn. Đáng lẽ Thượng Đế cho tôi làm phụ nữ. Bà ráng lên đi bà Huệ ơi. Cái người làm đàn ông là bà đó. Trời ơi, đi có mấy cái mà đi cũng được rồi trời. Giờ tôi không biết, chỉ tiếp đi. Giờ nói cũng chẳng hiểu được gì hết trơn á. Thôi được rồi, dạ ra, để tôi chỉ. Bây giờ trước khi mà bà muốn đi catwalk cho nó đẹp thì bà phải biết phân tích. Cat là cái gì? Cat là ăn mèo. Chính xác. Walk là cái gì? Walk là đi. Đi dán con mèo, rồi đi đi. Trời ơi, chẳng hà nói ngay từ đầu cái kết quốc đi giống mèo đi, trời ơi. Tôi có học đàng hoàng mà tôi biết mà. Đi vô coi. Giờ, bà dễ hay quá. Quá mà. Bà hay quá, bà đi đi. Kết quốc đúng không? Đúng. Rồi. Đi. Đứng thẳng lên. Nguyễn chuyển. Trời ơi, bắt đi con mèo. Nè, nó nghe nè. Không mấy từ ngày mai bà xin nghỉ làm công ty được không? Sao vậy? Người ta kết quốc. Đó, tức là đi sao? Đi giống như một con mèo. Dễ thương, nhẹ nhàng, xinh xắn. Bà đi giống như con mèo rừng vậy bà nội. Bà biết nói catwalk đi giống mèo thì tôi nghĩ sao tôi đi vậy ý thôi. Ý ở đây người ta là những bước chân nhỏ nhẹ rón rén, hiểu không? Bà đi giống như con mèo, mèo Tom và Cherry á, đâu có được. Thiệt tôi không hiểu sao bà làm phụ nữ chứ gì trời. Đứng qua đây. Nhìn chị nè, nghe chưa? Đây, có gì chị chỉ một lần là nhớ. Nha, lý thuyết. Nha. Thả lỏng. Lưng thẳng. Ngực Vũng Tàu đích Cà Mau đó, nhìn thẳng về phía trước, đi một hàng gạch, nên nhớ một hàng gạch. Đó, vậy thôi mà làm được mà sao trời, đi lại. Người căng như dây đàn. Đúng không? Đúng. Ngực Vũng Tàu Cà Mau. Đúng không? Dạ. Đi. Mà hỏi gặp. Thôi giờ thôi. Đây nè, tôi thay mặt trưởng phòng, từ ngày hôm nay bà nghỉ việc đi. Bị khùng hả? Bây giờ có phần đi kết quốc là để cho con Lê đi. Còn bà chuyển qua phục vụ trà đá khăn lạnh đi. Thôi, nghĩ sao mặt tôi gì tự nhiên bưng trà đá khăn lạnh không làm đâu. Chứ bà làm được cái gì trời. Bây giờ mày ra mày đi cho nó con Lê. Rồi, vô đây ngồi đi, tôi đi cho bà coi. Trời nè, nhìn ta đi rồi tuổi lại cưng nha. Trời ơi, đừng có mặt đẹp không à, còn không được cái nè, gì trơn. Nè, dán con mèo nè. Đó, uyển chuyển. Đó, thấy chưa? Thấy không? Đó. Không, cái hồng thấy cái hồng đánh như đánh tennis vậy. Đó, phải vậy hiểu không? Quá đơn giản. Ê, sao bà ban đầu bà không chịu đi thi đi? Hả? Sao ban đầu không đi thi đi? Đáng lẽ thi rồi mà không được. Tại trong cái tờ đơn thi nó ghi là giới tính nữ. Mà tôi nó lộn giữa hai ba cái thôi, không thi được. Thôi ra đây, ra đây. Cuối cùng tôi có được thi không? Đây này cưng, giờ nói cho cưng nghe nè. Bây giờ về cái vụ mà kết quốc gì đó là cưng coi như là thua rồi. Đó, giờ cưng thi cái khác. Thi gì? Cưng thi cái người đẹp qua ảnh. À, được á. Dạng, cứ dạng của cưng ưng cho bây giờ người ta gặp thiệt ngoài đời hết trơn á. Ờ, nhìn thi qua ảnh hả? Gặp qua ảnh thôi, gặp ngoài đời nó chạy mất hết. Được, miễn sao tôi được thi là tôi vui rồi. Ừ, lên hình thôi chứ còn gặp ngoài đời nó không được đâu. Rồi sao, rồi đi. Mang đi chụp hình, Đâu, quay cái coi. Nè mà nói gì về bài cào á, cần chừng nút rưỡi à. Nút rưỡi? Ừ. Gần bù á, thiệt. Ông này nó quá. Đây nè, bây giờ vậy nè. Đứng cái mặt đây coi. Mặt cưng là đẹp lắm rồi đó. Ừ. Cưng không cần sửa gì hết trơn. Ừ. Cưng sửa lại cái tính cưng thôi nha. Vô duyên. Bây giờ đi thi qua ảnh liên quan gì tới cái tính của tôi? Thôi rồi. Tôi sẽ có cách tôi tút được. Được hả? Bây giờ quan trọng nhất về hình ảnh trên mạng bây giờ á. Là trên Facebook rồi á. À, bà thấy không? Là lúc nào về hình ảnh là cái nhấn đầu tiên để người ta nhìn vào tấm hình là cặp mắt. Phải lông linh, phải quyền áo, phải to đẹp. Hiểu không? Ừ. Cho nên bây giờ trên mạng là toàn là hình lừa tình không.
ở ngoài á, không biết gì, nhìn trên mạng cái hình nó trời ơi đẹp, đẹp nó lộng lẫy luôn, ra ngoài nhìn nó trời ơi tưởng má nó không. Cho nên bây giờ bà là phải làm sao để cho người ta nhìn vô hình là người ta tưởng đẹp một thiên thần. À là nhìn vô con mắt mình trước không? Con mắt mình trước. Ờ vậy thì bây giờ chụp hình tôi làm vậy? Không được, chưa đủ đô. Sao vậy? Con mắt phải to tròn bự nữa. To nè, tròn nè. Chưa đủ đô. Mà muốn to tròn bự bây giờ là có một cách duy nhất. Làm gì? Gắn công tắc len. Gắn công tắc. Đúng rồi đó mà. Gắn công tắc len hả? Tôi thấy mấy đứa hot girl hả, chuyên gia gắn mấy cái đó để chụp hình lên rất là trời ơi, có nhiều đứa mà thường mặt ở ngoài ngoài đời thường mặt bình thường mà gắn công tắc len mắt mắt như con trâu vậy đó. Bự vậy đó. Thôi tôi không gắn đâu, tôi không gắn công tắc len đâu. Không gắn thì sao đẹp? Trời ơi, công tắc len có hại lắm á. Nè, công tắc len thứ nhất là gắn nhiều á mình sẽ bị khô mắt nè. Thứ hai á là mình mà xài những cái loại công tắc len mà không có rõ nguồn gốc á thì nó sẽ gây hại nè, rồi gây rất là hại cho mắt luôn á. Tôi có coi mấy tấm hình nó nổ mấy con mắt luôn á. Bị tầm bả. Bà mua cái đồ tầm bậy tầm bạ ngoài chợ trời chi cho nó bị nổ con mắt. Bà cứ mua công tắc len mà vô đúng chỗ, bà cứ vô chỗ mà người ta bán trang trí nội thất. Đó. Cái gì mà trang trí nội thất ông? Cái gì vậy? Là cái đó công tắc điện mà. Bà cứ vô chỗ mà người ta bán chuyên về công tắc len á, nói bán cho tôi cái công tắc len tôi gắn vô mắt cho đẹp. Không phải, tại vì bây giờ thấy trên mạng người ta bán quá trời thì mình mua trên mạng đó. Đừng mua hàng không rõ nguồn gốc, rồi mình gắn thì có ngày có giờ, có lúc này lúc kia. Đó, bà công tắc len mà gắn lúc nào? Trời ơi, tôi gắn là lúc mà tôi đi sắp đi ngủ tôi gắn vô. Hình như ba má mày sinh đẻ bà ra mà ở trong này nó bị mẻ miếng ốc phải không? Sao vậy? Khó đeo quá. Công tắc len là cho người khác nhìn vô mình đẹp. Đi ngủ mà nhắm mắt công tắc len chi? Không phải, đeo vậy cho tập, đeo cho quen mà biết không? Thật sự là tôi cũng đã thử rồi mà tôi đeo không có được. Đúng không? Bà thử sao kẻ nghe chưa coi. Nè, công tắc len nè, đúng không? Hai hộp này đúng không? Ừ. Đó, bắt đầu gỡ ra nè. Đó, lấy ra nè. Đó, bắt đầu chọn vô mắt nè. Đó, mở banh mắt ra nè. Ừ. Chọn vô. Chọn. Bà chọc thẳng vô mắt bà luôn. Ba bị không á, mắt ba bà chọc. Bà chọc vô con mắt nào chịu cho nổi. Người ta gắn nhẹ nhàng, ta để đây xong để vô. Đó, nhắm vậy cái, đà là đẹp liền. Thì tôi không có biết đeo, mà tôi đeo được, cuối cùng cũng đeo được, hai mắt đeo được. Đeo xong rồi bắt đầu không có tháo ra được. Không có tháo ra được, mà vật vả để tôi tháo ra. Tôi tháo ra hồi hả? Mà cũng đẹp bình thường đúng không? Đẹp đâu mà đẹp, không thấy đẹp gì hết trơn á. Thấy hai con mắt nó đỏ lên, nước mắt chảy ròng ròng, hai con mắt nó xóa muốn chết. Đẹp gì đẹp. Nói chung lại tôi không có đeo công tắc len. Bởi vì sao? Đeo công tắc len là có hại. Bà không đeo là bà hại nguyên cái phòng này đó. Chứ bây giờ muốn tôi làm sao? Bà mua giá phải đeo công tắc len. Tôi không đeo. Không đeo. Nghỉ đi, đừng chụp hình nữa. Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Cười Vui Sống Khỏe. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống hàng ngày chúng ta vẫn thường hay nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Chính vì vậy mà hiện nay có một bộ phận các bạn trẻ vì muốn làm cho đôi mắt sáng đẹp hơn và long lanh hơn đã chọn giải pháp đeo công tắc len hay còn gọi là kính áp tròng. Chúng ta khoan hãy bàn về việc đeo kính áp tròng có thẩm mỹ hay không, nhưng đeo kính áp tròng liệu có nên hay không? Để giải đáp thắc mắc này, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Phạm Trung Hiếu đến từ khoa mắt Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào bác sĩ ạ. Chào Phương Hiếu, chào quý khán giả. Thưa bác sĩ, có lẽ đầu tiên Phương Hiếu cũng thắc mắc không hẳn riêng gì quý khán giả. Kính áp tròng là kính như thế nào và tác dụng của loại kính này ra sao thưa bác sĩ? Kính thưa quý khán giả, thì kính áp tròng thì bản thân kính áp tròng được sản xuất từ những năm 50 của thế kỷ trước. Thì mục tiêu đầu tiên của kính áp tròng là về thẩm mỹ. Dạ. Để giải quyết cái vấn đề kính gọng cho những cái người bị về tật khúc xạ, tức là cận thị, viễn thị, loạn thị. Dạ. Và sau khi được những cái thuận tiện của kính áp tròng thì kính áp tròng được sử dụng càng ngày càng phổ biến hơn. Thì kính áp tròng đó là một cái kính nhỏ mỏng được áp sát trực tiếp lên cái giác mạc, hay còn gọi mà dân gian mình hay gọi là tròng đen của con mắt. Dạ. Để mà thay thế cho cái kính gọng ở bên ngoài. Thì kính áp tròng có rất là nhiều loại. Thì cái ban đầu khởi điểm của nó là những cái kính dạng cứng. Và bây giờ vẫn những kính áp tròng cứng vẫn còn tiếp tục sử dụng. Và nhưng mà kính áp tròng cứng nó có một cái bất lợi, đó là mình phải tháo lắp mỗi ngày. Và mỗi lần xài xong là phải tháo ra và vệ sinh mắt rất là kỹ. Còn sau này khi mà những cái công nghệ silicon phát triển thì cái kính áp tròng mềm bắt đầu ra đời. Dạ. Thì kính áp tròng mềm thì nó được cái thuận tiện là mình có thể đeo qua đêm, tức là đeo liên tục từ tháng này sang tháng nọ. Dạ. Và cái kính áp tròng thì mục tiêu chính của nó trước giờ vẫn là điều trị về tật khúc xạ, tức là cận thị, viễn thị và loạn thị. Về sau nhưng mà cái mối vấn đề thẩm mỹ của nó được có hiệu quả tốt hơn nhiều so với cái điều trị, thì người ta sử dụng trong vấn đề thẩm mỹ được ngày càng mở rộng hơn. Và
Ngoài ra thì kính áp tròng còn được sử dụng trong điều trị một số bệnh lý về của mắt mà liên quan đến bề mặt của nhãn cầu, tức là liên quan đến giác mạc. Ví dụ như là giác mạc hình chóp hay là những cái bệnh lý về sẹo giác mạc. Dạ, và có thể nói rõ ràng những tác dụng mà kính áp tròng mang lại thì nhiều, nhưng mà trong quá trình điều trị thôi, hiện nay thì các bạn trẻ có một cái xu hướng không biết là không cần biết mình có bị cận hay không bị cận, và sử dụng contact lens, sử dụng kính áp tròng rồi đủ loại màu sắc xanh đỏ vàng lục lam chạm tím. Như vậy thì không biết là nếu chúng ta sử dụng kính áp tròng thường xuyên thì có tốt hay không và có tác hại gì hay không thưa bác sĩ? Thì giống như đã nói thì kính áp tròng hay contact lens đó thì cái nhu cầu về thẩm mỹ nó càng ngày càng nhiều, và cái kính áp tròng nó giải quyết được cái vấn đề đó rất là nhiều. Thì do đó cái mục tiêu sử dụng kính áp tròng càng lúc càng về sau này nó nghiêng về cái phần thẩm mỹ nhiều hơn. Dạ. Thì và cái việc sử dụng kính áp tròng do vấn đề thẩm mỹ vẫn có thể sử dụng thường xuyên được nếu mà mình tuân thủ các nguyên tắc về sử dụng kính sắc tròng. Yeah. Và nếu mà nhưng mà các bạn lưu ý rằng khi mà đã có những cái mà biến chứng do sử dụng kính sắc tròng rồi thì cái khả năng sử dụng kính sắc tròng về sau của mình sẽ thấp đi rất là nhiều. Yeah. Do đó cần lưu ý là khi sử dụng kính sắc tròng thì chúng ta cần phải tuân thủ kỹ theo cái quy định của sử dụng kính. Thứ nhất là cách tháo lắp kính, thứ hai là cách vệ sinh kính, và thứ ba là thời gian sử dụng của mỗi kính mà mình của cái loại mình cần dùng. Dạ. Và hiện nay thì có thể nói đi thì phải nói lại, mặc dù có tác hại nhưng mà kính áp tròng nó thật sự mang lại hiệu quả rất tốt trong trường hợp những người bị cận thị phải chơi thể thao hay là phải lao động mà cần đeo kính áp tròng mà không phải đeo kính gọng bình thường, thì thật sự cũng rất là tốt. Vậy thì bác sĩ có cái lời khuyên nào để cho những đối tượng này có thể sử dụng kính áp tròng tốt hơn và không có nguy cơ xảy ra không? Thì đối với những cái người mà bắt buộc phải sử dụng kính sắc tròng trong vì lý do công việc hay là lý do giải trí, diễn viên người mẫu thì hay đeo đúng rồi, như vì cái vấn đề mà sử dụng kính sắc tròng á, thì cái điều đầu tiên khuyên đó là các bạn nên lựa chọn những cái kính mà có rõ nguồn gốc, có và có được sự cho phép của bác sĩ, và tốt nhất là phải qua sự khám và chỉ định của bác sĩ. Rồi tiếp tục là các bạn sử dụng kính theo đúng quy định của cái nhà hướng dẫn của mỗi loại sản xuất kính đó. Ví dụ như các thao tác tháo lắp kính, thao tác giữ tháo vệ sinh kính và thao tác vệ sinh mắt của mình. Rồi vấn đề tiếp theo là ở môi trường Việt Nam mình thì các bạn tránh sử dụng kính những cái loại kính qua đêm, tại vì nó không có hợp, nó không đủ cái độ vệ sinh cho bảo an toàn vệ sinh cho mắt. Vâng, và hy vọng rằng với những lời chia sẻ rất thiết thực từ bác sĩ thì quý vị cũng đã biết về tác dụng cũng như là những tác hại cần tránh khi sử dụng kính áp tròng. Chúc quý vị có một đôi mắt khỏe đẹp nhé. Cảm ơn bác sĩ tham gia chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn Phương Hiếu và cảm ơn các quý vị khán giả. Quý vị và các bạn thân mến, với những gì mà chương trình mang lại thì chúng tôi hy vọng rằng ngoài những tiếng cười, với những kiến thức của chương trình sẽ giúp ích cho quý vị trong việc chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình quý vị nha. Và một điều đặc biệt nữa mà Phương Hiếu xin được bật mí ngay bây giờ, trong cuộc sống hàng ngày, nếu như quý vị và các bạn có những tình huống xoay quanh những câu hỏi về y tế chưa có lời giải đáp và cần lời tư vấn của bác sĩ chương trình, thì quý vị hãy đừng ngần ngại gửi ngay về cho chúng tôi theo hai cách hết sức quen thuộc. Cách thứ nhất, gửi đến đơn vị sản xuất chương trình là Công ty Tiếp thị Truyền thông Ý tưởng Việt, số 384/9, đường Lý Thái Tổ, phường 10, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Cách thứ hai, dễ hơn rất nhiều, gửi trực tiếp đến địa chỉ email ct.cuoivuisongkhoe@gmail.com. Những tình huống của quý vị, nếu chúng tôi chọn dựng thành những tiểu phẩm, chương trình sẽ gửi ngay đến cho quý vị một phần quà hết sức hấp dẫn. Hãy nhanh tay lên nha. Còn bây giờ, đến đây chương trình kỳ này xin được khép lại. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi. Phương Hiếu xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.